xe Milo dành chú Vũ không còn ngon như trước, lượng khách xếp hàng cũng không còn nữa. Sự thật là chú Vũ không còn đứng ở chỗ cũ nữa đâu mọi người, chú dời qua ở cái chỗ Family Mart gần đó, nhưng mà cũng khá là xa cái chỗ mà chú đứng bình thường, với lại cũng rất vô trong á. Đến mấy lần tưởng đâu là chú nghỉ bán nhưng không phải đâu nha mọi người, chú đổi chỗ ở cái chỗ khác cũng gần đó luôn. Và lúc mà tôi đến á mọi người, lượng khách của chú Vũ cũng không có được đông như trước nữa. Còn về chất lượng thì cùng tôi thử kiểm chứng nha mọi người. Một ly Milo dặm của chú Vũ sẽ có giá là 25 cành nha, bao gồm hai loại Milo này, sữa tươi, sữa đặc, một cái bánh lăng siêu béo và chân trâu đen nha. Nhiều hôm là chú còn có chả chân trâu dừa nữa. Mà những ngày nắng nóng thì món này bán rất là ok nha mọi người, nhưng mà do hôm nay á mọi người là vô mùa hè rồi, với lại cũng mưa liên tục nữa, nên là lượng khách của chú Vũ thấy giảm rất là nhiều luôn. Nên là mấy bạn có ghé đây mà tìm Milo chú Vũ nhớ tìm lại góc cửa hàng tiện lợi Family Mart nha mấy bà. Còn về chất lượng thì khỏi nói nè mọi người, ly Milo của chú Vũ vẫn là đỉnh cao trong lòng tôi. Chân trâu dai, bánh lăng béo, Milo thì đậm nha, dầm chung với nhau ăn một cái thôi là đúng bài luôn. Khuya giờ xưa sao vẫn chờ bão, bạn nghe tin gì không, TikTok sốt sơ hết y, anh chị ơi để view giúp em nhá, xem nghe mưa nghe thôi còn suy nghĩ gì. TikTok sốt, TikTok sốt, thỏa thích nắm sắm chuẩn gu. TikTok sốt, TikTok sốt, chốt đơn liền quên hết ưu phiền. TikTok sốt, TikTok sốt, thỏa thích nắm sắm chuẩn gu. TikTok sốt, TikTok sốt, miễn thế vận chuyển đi khắp mọi miền. TikTok sốt, xem vui chốt chuẩn. Vũng Tàu mà chỉ có người dân địa phương biết, đến Vũng Tàu gia đình bạn không thể bỏ qua. Theo bạn cá viên chiên ở đâu là ngon nhất? Còn đối với tôi, cá viên chiên ở Vũng Tàu là đỉnh cao nhất mọi người ơi. Đối với tôi là đặc sản đi tới Vũng Tàu là phải ăn cá viên chiên đang ngắm hoàng hôn rồi. Một hộp cá viên chiên chỉ có tầm 150 cành thôi nha, ăn 8 người cũng chưa sức thả ra luôn. Lúc mà chị này lấy cái hộp cá viên chiên là tôi chóng mặt luôn mọi người, tôi nói quá trời món luôn. Cái chảo dầu để chiên cá viên là thấy chất lượng rồi đúng không nè. Và điểm đặc biệt là tương đen ở đây là tự nấu luôn. Và mọi người biết cái món tinh tí làm nên được cá viên chiên ngon ở đây là gì nữa không? Đó chính là đồ chua mọi người ơi. Sao mà đồ chua ở Vũng Tàu làm ngon vậy tôi không hiểu được luôn. Và thật sự mà để kiếm được một cái tiệm cá viên chiên có đồ chua ngon ở Vũng Tàu rất dễ luôn nha mọi người, nhưng mà cái tiệm tôi ăn là tiệm Cô Thúy rồi. Xong mình cầm cái hộp qua đối diện bên đường ngồi ngắm hoàng hôn ăn, trời ơi nó siêu đẹp mọi người ơi. Thế tính ra mỗi đứa tốn 30 cành thôi, ăn đã rồi. Tiếp theo là quán hủ tiếu chợ chứ danh Vũng Tàu, muốn ăn được ở đây là phải chờ sương sương 30 phút đó mọi người. Này, tôi đi 12 giờ đêm mà cái quán nó vẫn còn lượng khách ra vô liên tục, nhìn cái tô chất chồng lên vậy là hết hồn liền. Tới Vũng Tàu mà piêu quá không biết ăn gì, ăn quán này là hợp lý nha mọi người. Một tô hủ tiếu vậy thôi có giá 25-30 cành thôi mọi người, mà có nguyên một cái cục xương luôn. Mở hành phi là được xin thêm thả ga luôn nha. Mà quán này là cực kỳ nổi tiếng với người dân Vũng Tàu luôn. Hủ tiếu trộn khô ở đây á mọi người là cái gia vị sẽ được nêm trực tiếp vô luôn, sau đó sẽ cho thêm một xíu nước tương vô nữa là chú trộn trộn lên. Đơn giản vậy thôi nhưng mà ăn ngon lắm luôn á. Đồ ăn trong tô hủ tiếu thì bao gồm có một cục xương to nè, trứng cút nè, gan phèo, bò viên các kiểu nữa. Ê nhớ kêu thêm một cái tô da heo này nha, ăn tới công chuyện luôn. Nãy giờ mà đi biển chưa thấy ăn đồ biển đúng không, rồi cũng đừng còn lạ hơn nữa nè, mình sẽ đi ăn gà núi nha mọi người. Tôi đảm bảo quán này rất ít khách du lịch biết luôn, tại vì có biết thì cũng không ăn được nữa. Muốn mà tới được đây là mình phải đặt bàn trước nha, rồi ăn được món cụ thể luôn. Hai món chính ở đây là gà nướng và gà luộc, kèm sẽ có gỏi gà, cháo gà và miến nha mọi người. Cái gà nướng ở đây nướng đặc trưng luôn, cái da ở ngoài nó giòn rộm luôn á mọi người. Còn thịt gà thì ta nói nó dai nha mọi người, chứ tôi nghĩ là do tính chất là con gà này nó leo núi á mọi người, nó săn chắc cái thịt dữ lắm. Mà đặt bao nhiêu là có bấy nhiêu nha, có muốn thêm cũng không được luôn nha mọi người, tại vì quán không hề chuẩn bị thêm một món nào cho mình được hết trơn á. Mà điểm cộng là gà nhiều nè, rất là chắc và giá rất là rẻ nữa mọi người. Nhóm tôi đi chục người luôn á, tính ra ăn no cành không luôn, có chịu mốt à. Mấy bạn cứ tìm cái quán này tên là gà núi nha. Còn tôi đã xém làm hư cây đàn piano hơn 2 tỷ của một khách sạn 5 sao tại Vũng Tàu như thế nào? Rồi giờ mua đánh không cho nó đi, đánh không cho nó đi. Đó, đấy là đánh mình cái mặt như vậy. Bật mí một chỗ khách sạn chụp hình cực kỳ đẹp ở Vũng Tàu, nằm đối diện bãi biển trên đường Hì Vân luôn. Ở đây có rất là nhiều dạng phòng từ 1.5 cho đến 4, view hướng ra bãi biển đạo và còn có phòng tắm hơi bị đẹp luôn. Trên lầu có một cái hồ bơi vô cực để cho các bạn chụp hình nữa nha. Đến cả buffet sáng ở đây chụp hình cũng đẹp nữa nha mọi người. Buffet sáng ở đây cũng khá là nhiều món nha, nhưng đối với tôi đặc biệt nhất vẫn là cái view buffet sáng ở đây rất là đẹp mọi người ơi. Từ cái phòng đến view bãi biển, tầng dưới khách sạn có một quán cà phê siêu xinh. Nếu mà bạn ở đây mà có thể không cần order nước vẫn được nha. Rồi chuẩn bị tới khúc mà thảm họa cuộc đời sắp tới, tôi đâu biết được cái đèn piano này có giá là 2 nổi đâu. Wow, bên tôi về hơn là xem chung là đền 2 tỏi rồi. Rồi sau đó mình rước tour tiếp cho mọi người, mình sẽ đi ăn bánh khọt miền Đông. Cái điều nước mắm ở đây người ta sẽ để trong cái cả để mình rót ra. Ê, tại tưởng lộn nước trà uống một cái là su cà na nha. Và chị tôi dắt tôi đi ăn cái chỗ bánh mông lan này mà tôi thấy không ngon tôi không nói luôn. Nhưng mà nhất định tới đây bạn phải tìm cái tiệm trà sữa Hello Tea này. Rồi cái món trà chanh chân châu ở đây cho tôi, cái chân châu ở đây cô làm ngon đỉnh cao. Ăn bảo không có cái quán ở Sài Gòn nào cũng cái chân châu giống như vậy luôn. Mọi người tin nôn thằng em ở Vũng Tàu tôi nó cho tôi uống cái ly này cách đây 2 năm mà tôi mãi không có quên được cái vị này. Và chốt cuối cùng với buổi tối đi ăn hải sản ở quán Ốc Tự Nhiên. Giá tiền thì rẻ nhưng mà tôi thấy điểm đặc biệt ở đây ốc con sẽ nhỏ, không biết là ốc tự nhiên thì hay không, nhưng ốc con nào con nấy đều tươi hết nha. Măng cua gì ba một củ tưng một ký, đắt đến cái độ chỉ bán hơn 2 tiếng là đã hết sạch. Tính mua con cái mua con cái còn đợt được không? Đợt không có gạch. Dạ.
thôi, lấy cho con một con cái gì, gửi con một con cái một con đực. Con cái là 200 nghìn. Đây là bạn, lúc nào hỏi về cua đực á thì chị ba cũng sẽ nói là con cua cái nó sẽ ngon hơn con cua đực nha. Tôi mua lúc gần đây nhất luôn, một ký cua cái là 1.4 và một ký cua đực là 1.2 nha. Con cua cái tôi mua là 470 và con cua đực tôi mua là 270. Mà thiệt sự công nhận một điều nha, giá có lên thiệt nhưng mà cua vẫn giữ phong độ mọi người ơi. Với một đứa mà cực kỳ thích ăn gạch cua như tôi thì gạch cua cua dì ba là mãi đỉnh nha mọi người. Cái phần gạch son thì siêu nhiều, sau cái lớp đó sẽ làm cái lớp phần gạch màu vàng. Trời ơi, ta nói nó cực kỳ béo luôn á trời. Chấm đậm vào muối chanh đường tắc của dì ba. Mà được cái mọi người mở con cua thôi lại bái ba tầng gạch liền nha mọi người. Gạch cam, gạch vàng rồi sau đó là một lớp thịt dày cộm. Ta nói đó với bạn nào mà thích ăn gạch cua nhiều như tôi thì ăn chỉ cần một con thôi là đã ngán rồi. Còn phần thịt đó thì nó chắc đến cái độ mà trong cái càng cua khi mình mở cái vỏ ra nó còn dính thịt vô trong luôn. Bỏ gần một củ ra ăn pizza Bobby liệu có quá mắc và không đáng? Cảnh báo trước đây là một video sẽ không dành cho các bạn ghét đồ béo đâu nha, bởi vì thật sự trong đây toàn là phô mai không thôi. Chi nhánh tôi chọn là pizza Bobby Hai Bà Trưng, không gian nhà hàng khá rộng, bày trí rất là đẹp. Chỉ có một điểm trừ duy nhất là ở đây hơi tối. Món mì ý cua ở pizza Bobby chắc đã không quá xa lạ gì với các bạn rồi đúng không nè? Kiểu như tôi thấy là ai đến pizza Bobby cũng phải gọi món này một lần hết trơn á. Phần sốt được làm bằng gạch cua nên cực kỳ béo luôn. Được một cái nữa là thịt cua tôi cảm nhận được rất là rõ, khá là tươi luôn á nha. Với món mì ý cua thì các bạn phải ăn nâu để nguội thì cá nhân mình thấy là nó bị tanh á. Tiếp theo là một món mà gây tranh cãi mình với bạn mình nhiều nhất, đó là món salad trái cây ăn kèm với cục phô mai burrata này nè. Phô mai thì có vị béo nhưng hơi lạt, nhưng sự kết hợp hoàn hảo ở đây đó chính là ăn cùng với trái cây có vị ngọt và cả vị chua nữa, và kèm thêm một xíu thịt nguội mặn mặn. Ui phải nói là rất cái nách luôn á. Tiếp theo là món khoai tây đút lò, ăn kèm cùng phô mai rất là vị bùi của khoai tây, ngọt nhẹ từ hành tây và chút vị mặn của thịt sông khói. Trời ơi, ta nói phải là sự kết hợp hoàn hảo luôn. Vậy mà thằng bạn của mình nó kêu là giống món thịt kho hộp dịch của nhà nó. Tiếp theo là tôi gọi một cái pizza half and half, một nửa là kho chi ăn kèm với mật ong, một nửa là pizza cá hồi miso, chi thì béo mật ong thì ngọt. Nhưng con bạn của tôi nó kêu là giống bánh mì chấm sữa của Việt Nam á. Tụi mình đi ăn là 3 người, tổng cộng là 950 cành. Còn món nào ngon nữa các bạn nhớ comment cho tôi biết nha. Những ngôi miếu và chùa tâm linh ở Côn Đảo, đây là hành trình tôi đi trong vòng một ngày luôn á nha. Đầu tiên là miếu Nam Cô, miếu thờ năm nữ thần tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ và còn đại diện cho các lĩnh vực của cuộc sống như kim khí, nguồn nước, cây quả cho tới đất đai. Mặc dù có niên đại không lâu nhưng nơi đây đã trở thành một điểm tâm linh cho những ai đi Côn Đảo cũng muốn tìm tới. À đặc biệt nha, cung đường đi đến đây rất là đẹp luôn. Tiếp theo là Vân Sơn Tự, còn được gọi là chùa núi một, chùa nằm trên cung đường đi đến miếu Ngũ Hành. Ngôi chùa có phong cách kiến trúc trang nghiêm cổ kính, tọa lạc trên một đỉnh núi hùng vĩ. Vậy nên muốn đi lên tới chùa các bạn phải leo tầm hơn 200 bậc thang, nhưng mà tôi đảm bảo luôn bỏ công sức lên tới đây là thấy xứng đáng liền. Hướng nam của chùa là núi rừng Bạc Ngàn, hướng đông là vịnh Công Sơn và hướng bắc là cánh đồng sen An Hải. Đặc biệt nhất là chùa còn có tượng Quan Âm Bồ Tát cao 2 mét, đứng trên đài sen được chạm trổ rất tinh tế bởi những cây gỗ lớn. À đến đây các bạn nhớ rút quẻ xăm cho đầu năm nha. Và tôi còn được tặng sợi chuỗi bình an kèm với tờ tiền may mắn nữa nè. Ngoài ra khu khuôn viên của chùa còn có quá trời đồ ăn nữa, nào là nước mát và quá trời trái cây được gọt sẵn luôn, có cả bánh nữa nha. Một điểm đặc biệt và độc đáo nữa là ở sau chùa có bậc thang đi lên ngọn núi, nhưng cho đến nay không ai biết con đường đi lên núi này dẫn đến đâu, bởi nơi đây được thống trị bởi loài khỉ. Chúng không sợ người, khi có người đến chúng lại rú lên và một bầy đàn khỉ xuất hiện không trai đi qua. Tiếp theo là An Sơn Miếu, ngay gần với chùa núi một, đây là một nơi thờ bà Phi Yến, thứ phi của chúa Nguyễn Ánh. Ngôi miếu linh thiêng gắn liền với câu chuyện bi thương của người phụ nữ tài sắc giàu lòng yêu nước. Điểm đến thứ tư là miếu Hoàng Tử Cải, là con trai của bà Phi Yến. Câu hát gió đưa cây cải về trời, rau lâm ở lại chịu đời đắng cay chính là nói về hai nhân vật lịch sử có thật là bà Phi Yến, tên thật là Lê Thị Trăng và Hoàng Tử Cải. Sở dĩ miếu cậu rất linh thiêng là bởi vì Hoàng Tử Cải mất ở cái tuổi rất nhỏ, cậu rất dũng cảm và có tấm lòng hiếu thảo vô bờ. Sau đó tôi về lại trung tâm mua hoa và lễ vật để đi viếng cô giáo và các chiến sĩ. Lễ vật thì tôi đặt trước và hẹn giờ để lấy. Muốn đến viếng cô và các chiến sĩ các bạn phải đặt trước với bảo vệ. Do dịch bệnh nên nghĩa trang Hàng Dương chỉ nhận khách thăm viếng đến 9 giờ. Mọi người đến viếng cô thì nhớ lưu ý điều này nha. Một ổ bánh mì bà Huynh giá 70 cành thì chất lượng có xứng đáng với giá tiền không? Ổ này tôi mua đợt Tết là 70 cành nha, còn bây giờ giá bao nhiêu thì tôi chưa biết nữa. Ổ thường thì giá là 56 cành, còn ổ đặc biệt thì giá là 70 cành, là tôi mua cái ổ luôn 70 cành nha. Trong đây sẽ có một cái quầy nha, ta nói nha, tấp mình uống đồ uống nè, trà bông mà chất núi luôn nè, chả mà ta nói xếp từng lát cao. Mọi người ở đây á nha sẽ là một công đoạn khác nhau luôn. Đây là một cái ổ này đi kèm với một cái hộp cho mọi người nữa. Hộp này nó như kiểu là hộp giấy vậy mọi người ơi, nhìn nó luôn xù rì liền ha mọi người, nhìn nó sang. Mở ra bên trong á thì ổ bánh mì sẽ được cắt đôi đây dày luôn nha. Rồi để tôi bẻ đôi ổ bánh mì ra cho mọi người coi. Bên trong ổ bánh mì giá 70 cành bằng một tô phở đặc biệt nha mọi người. Thịt miếng nào miếng đấy to nha, uống nụ nha. Mà đúng rồi, 70 cành lận mà nên tập mình phải nhiều thôi, và đi kèm sẽ là đồ chua, dưa leo, đồ các kiểu là sẽ được để riêng hết. Đi kèm bao tay để mình bỏ vô nữa, mà tôi nghĩ cái này là phải bỏ riêng là đúng không mấy bà ơi. Thì cái ổ bánh mì nó đầy đủ rồi, nếu như mình bỏ thêm vô nữa là nó sẽ tràn ổ bánh mì ra ngoài luôn á. Cái này mấy bà cắn thôi đảm bảo nó giả tràn ra rồi. Và tôi đảm bảo luôn nha, cái lượng thịt là nó phải gấp 2 gấp 3 lần cái lượng bánh mì nha. Bình thường là tôi cạp một cái là mất một khúc đúng không? Còn cái này tôi phải cạp 2 đến 3 lần thì mới hết được một cái khúc mà bình thường tôi cạp. Nhưng mà với cái sức ăn của tôi là tôi chỉ ăn được nửa ổ bánh mì thôi nha. Lúc nào bánh mì bà Huynh thì tôi cũng chỉ ăn được có nửa ổ hả. Còn mấy bà thấy ổ bánh mì 70 cành này đáng hay không? Lần đầu ăn thử trái dâu 40 cành. Thiệt sự một cái hộp dâu là dâu Úc nha mọi người ơi. Giá của nó là 200 cành cho một hộp dâu nha. Một trái dâu của nó là bự bằng cái lòng bàn tay của mình luôn á. Và với trái dâu này và cái miệng sẽ ít lời như tôi là phải cắn 3 đến 4 lần nó mới hết trái dâu nha mọi người ơi. Nhưng mà nó rất là mọng nước, tính ra một cái trái dâu này là bằng cái tô phở của mình luôn đó mấy bà ơi. Và dâu này lúc mà tôi mua là tôi
được biết nó là dâu Úc nha. Và cái giá tiền của nó chắc là gấp 5 lần dâu bình thường nha mấy bà. À không phải là gấp 10 luôn á mọi người. Tại một trái dâu là nó bằng với lại 1 kg dâu thông thường luôn rồi. Ăn thì công nhận là nó ngon thiệt đã. Vậy nó rất là mỏng nước luôn. Cắn với một cái thôi là ngập mồm luôn. Mà thiệt sự mà 200 ngàn mà cho 5 trái dâu là thiệt sự nó quá cao luôn mấy bà ơi. Công nhận tiền nào của đó thật sự. Tính ra một lần mà cắn trái dâu là tốn 10 ngàn nha. 4 lần là 40 cành cho một trái dâu á. Dâu bình thường dù là bạn có chấm sữa đi nữa nó vẫn có cái hậu chua nha. Còn dâu này là mình chấm sữa vô là nó béo ngậy, nó ngọt ngay luôn á, chứ nó lại không có cái mùi chua gì ở đây hết. Thật ra đến lúc mà tôi lòng tiếng cái dâu này tôi cũng không biết là 40 ngàn cho một trái dâu thì có mắc hay rẻ không nữa, tại vì nó cũng ngon thiệt.